Em báo giá tổng bài vì những mẫu xe còn lại bên Trần Anh là đâu đó hầu như còn lanh quanh được gần 25 cái con xe nữa nha. Giảm giá cực kỳ, đây là 2015. Xe này chị gái cọc rồi, chuẩn bị ngày mai giao cho chị gái, giao về Tây Ninh. Bên đây còn mẫu là City 2009 nè bà con. Xe cũng vừa mới về, dọn dẹp làm đẹp hết rồi. Bà con lên chạy xe trải nghiệm nha. Chạy xe mua phải chạy xe thử, trải nghiệm từ dàn phuộc máy móc như thế nào. Rồi bà con mua, giá Trần Anh đang bán với giá công khai là 125. Anh em mua sẽ có bớt nha. Và đồng thời hỗ trợ góp 30 triệu không lãi suất. 2009 xe đẹp nha bà con. Em này là chuẩn gốc gia đình cho anh em luôn. Lấy về anh em mẫu này anh em cô bác về cô bác kiểu có việc chạy thôi. Ngoài ra anh em không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Dọn dẹp hết rồi bốn vỏ mới. 125 bớt 5. Còn 120 hỗ trợ góp từ 30 đến 35 triệu. Kia Morning số tự động thì giá em này đâu đó lanh quanh rơi cho anh em nằm tầm 155 triệu cho anh em. Bên đây Trần Anh còn Ford Everest máy dầu. Đây là máy dầu 2007. Giá đang bán là 210 triệu. Hỗ trợ cho anh em góp lên tới từ 30 đến 35 triệu. Không một ngày giờ lãi suất nha anh chị. Form dáng đẹp chuẩn chu của em Ford Everest máy dầu. Máy dầu này đi thì tiết kiệm dầu. 7-8 lít dầu trên 100 km thôi. Màu hồng phấn nha. Được cái xe 4 vỏ mới tinh 86A2017. Đó bà con nào thích máy dầu alo cho em. Em đang có hai em. Một em là đời 2009, một em là đời 2007. Chất xe bao đẹp. Trang bị cho chúng ta có những gì ạ? Màn hình Android full hết nè, cam hành trình, mốt lóc theo xe nè, số nè, bao đẹp. Từ phần nội thất đến ghế da nè, người ngồi xe cũng đẹp nè anh chị thấy không? Đó, nhỏ nhỏ mà rất là gấu. Ok chưa anh em? Nội thất đẹp lắm. Bà con ơi, băng ghế ngồi phía sau nè. Đó, 7 chỗ ngồi rộng rãi, SUV gầm cao. Chạy đâu đó rơi lên quanh cho anh em 7 đến 8 lít dầu trên 100 km nha. Sạch sẽ nha anh em. Anh em thích dòng máy dầu thì anh em alo cho Trần Anh ô tô. 4 vỏ mới. Rồi, mời anh em trải nghiệm tiếp tục. Bên đây là mẫu Ford Fiesta đời 2011. Trần Anh đang ra bán với một mức giá cuối cùng là 210 triệu. Máy móc bảo hành 3 tháng và đồng thời hỗ trợ góp cho anh em lên tới từ 30 đến 35 triệu. Xe này hồi ngày sáng mới nhất ngày hôm nay, Trần Anh vừa đi chạy thiện nguyện, vừa đi thiện nguyện mới về, từ thiện chứ. Đó, máy móc âm thanh nhạc nhóm hay vô cùng luôn. Anh chị mua mấy cái xe của Trần Anh đang chạy, đảm bảo với bà con, riêng máy móc bà con yên tâm tuyệt đối rồi. Và những cái xe mà người ta dành cả cái tâm huyết người ta đi làm thiện nguyện, bà con sau này phước đức rất là nhiều, cô chú anh chị nha. Đó là vậy. Xe đẹp lắm anh em. Giá hợp lý 201. Là giá bán sát sàn cho anh em rồi đó. Hỗ trợ anh em góp lên tới từ 30 đến 35 triệu. Đó là mẫu Ford Fiesta máy 1.6 nha. Máy số bao rin không lỗi chính chủ. Mới quyền tập đầu tiên cho Trần Anh thôi. Anh em nào quan tâm thì alo cho Trần Anh ô tô mẫu này. Còn ủy quyền tập 2 nữa nha. Đồ chơi màn hình Android full kính rồi. Bên đây còn một mẫu xe Matic của bắp. Đây bà con. Đời 2007. 2007 nha. Đây là SE nè. SE nha. 57 triệu là giá bán cho anh em. Tài xe nhiều quá, bán giảm giá một tí xíu rồi cho anh em mua nó dễ. SE hết toàn bộ, keo chỉ nguyên bản hết. Sạch sẽ liền lắm. Hỏi anh em thích quan tâm mẫu Matic này thì alo cho em 204 em sorry. 204 SE chứ. Cảm biến dê 70 Tinh Ninh 06621. 6621 form đẹp không? Matic này có 40 triệu nè. Anh em mua 35 rồi. Về tiền tài hết 2 triệu là 37. Bán cho bà con 40, lời 3 triệu thôi. Cho lên đường luôn. Giá đang tới 50 triệu. Đó anh em. Bán thì cho anh bán xét giá cho anh em rồi. Anh em nào quan tâm mẫu này hiểu không? Alo cho em. Được cái á, máy gầm em này chạy bao đầm. Đầm cực kỳ nha. Mẫu này chạy máy gầm đầm lắm. Hàng đẹp dễ thương. Bên đây số tự động 2012 70 Tây Ninh nè. 15423. Giá 245 triệu mẫu này. Cru số tự động. Máy 1.8 nha anh em. Đẹp không? Đó, số tự động thơm phức à. Đi đôi là hệ thống ghế da nguyên bản theo xe hết. Ghế da rin nha. 1.8. Này đâu đó lanh quanh rơi cho anh em nằm tầm 8 đến 9 lít trên 100 km thôi. Nhưng ngược lại chúng ta sẽ có một cái thương hiệu của Mỹ
đồ đẹp đi bao đầm bao sướng luôn. Chạy em này đầm cực kỳ, 5 cấp số thôi nha anh chị, 5 cấp số bán tự động thôi, chạy bao chạy luôn, đẹp không? Đó là phong dáng của em Crew Kia 130 triệu, Asri 140, mẫu này hỗ trợ góp cho anh em 30, còn mẫu Crew này hỗ trợ góp cho anh em từ 30 đến 35, đang bán giá 145, bớt 5 còn 140, góp từ 30 triệu đổ lên được cho anh em, không một ngày giờ lãi suất. Quan tâm mẫu này alo cho em. Genche nè, Genche 110 bớt 5 còn 105, hết giá cho anh em nha. Genche nha, 2007, nước sơn bên ngoài không một dấu hiệu là trời xước luôn đó. Chủ nhà cái thời cũng đã lên mâm cây sao thể thao 5 cánh đó toàn bộ cho anh em rồi. Gia đình đi mẫu này cực kỳ là sang trọng anh em, đồ chơi lên full hết rồi. Thứ nhất là màn hình Android nè, cam hành trình nè, 10 triệu chưa, ghế nữa nè, bọc toàn bộ hệ thống ghế xịn hết toàn bộ. Và cái thứ hai dàn trần nữa nè, 10 nữa chưa đó, lanh quanh tính sơ sơ là 20 triệu bỏ vô chiếc xe rồi, được chưa, 20 triệu rồi đó. Ghế sau cũng bọc nè, đó đẹp không, bọc toàn lớp hệ thống lớp hút dày xịn sò luôn đó, lên đồ chơi gần 20 triệu chưa, bán có 105 triệu cho anh em thôi, hỗ trợ góp 30 triệu luôn. 49E số đẹp, 0909 0909, số cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi sát bên đây bắt gặp thêm một mẫu Kia K3E 2015, đây là mẫu gia đình 1.6 thôi, công ty đang bán 365, chừng anh để cho anh em 11, mức giá cực kỳ thấp, 350 hỗ trợ 30 triệu, 30 đến 35 triệu. K3E 2015, cửa sổ trời, vô lăng tích hợp, nhiều tính năng chạy, nhiều tính năng chạy trên chiếc xe. Anh em nào chạy mẫu này anh em sẽ cảm nhận. Trang bị nút đề điện tử nè, đồ chơi full kính hết toàn bộ nè. Option em này vô địch, miên man luôn, đồ thất đẹp nè, hộp kem nha, đồ thất bọc trong hộp kem. Đó, anh em nào quan tâm mẫu K3E thì anh em alo cho Trần Anh Auto. Bên đây còn tiếp tục mẫu Crew 2014 nữa nè, giá cũng bằng giá màu trắng nè, 245 triệu nè, hỗ trợ góp 35 triệu luôn, không lãi suất. Anh em đưa trước giá hơn 200 anh em lấy xe. Đây cũng trang bị hệ thống ghế da nguyên bản theo xe, màn hình Android cũng có cam hành trình, đồ chơi cũng full kính, hai túi khí bên phụ bên tài, xe đẹp lắm, trước sân riêng còn nha anh em. Đây nè, đó, máy 1.8 nha, em này toàn bộ hệ thống máy 1.8, gia đình đi mẫu này cực kỳ là sang chảnh luôn. 245, anh em mua cho anh sẽ bớt cho 50 triệu gì đó, còn 235 hỗ trợ góp 35 triệu. Crew màu bạc, bên đây Hyundai Gap hàng nhập khẩu 2009, đây anh em, bán giá cho anh em là 135 triệu này. Đẹp không, 209 nhập khẩu nha, xe này là xe nhập. Mẫu này đòn nó sẽ dài hơn Kia Morning. Đồ chơi thì sao, full hết rồi, màn hình Android nè, cam hành trình nè, cam ve nè, bản nhập là vô lăng thích hợp và túi khí, gạt mưa phía sau. Đó là mẫu xe gia đình bản nhập, không dịch vụ, không taxi nha bà con. Động cơ thì nó là 1.2 gì đó, nó cũng bằng Kia Morning thôi, nhưng ngược lại cái form nó sẽ dài, cái đòn nó dài hơn Kia Morning, bà con nhìn kỹ chưa, anh em thấy đòn nó dài hơn Kia Morning không, dài hơn Kia Morning rất nhiều. Đó, giá hôm nay bán cho anh em tầm cỡ đó thôi, 135. Bên đây tiếp theo còn một mẫu Forest 2009, ga điện máy điện, dòng này chạy 7-8 lít, hệ thống máy điện chạy nó sẽ bốc nha anh em nha, bốc hơn anh em ạ. Và đồng thời đốt, tiết kiệm nhiên liệu hơn cho anh em. Form mới, mắc liếc, nhận cảm biến chân ga từ turbo bằng chân ga điện hết toàn bộ nha bà con cô bác, không còn ga cơ nữa đâu. Và đồng thời em này xài toàn bộ hệ thống bếp full, không còn bếp dầu nữa. Đó là máy điện thì phải đi đôi với bếp full chứ, chứ chẳng lẽ máy điện mà đi đôi với bếp dầu, đúng không? Đó, phong dáng em Ford Fiesta. Những mẫu xe bà con mua bên Trần Anh Ô Tô là bà con đang đóng góp từ 3 đến 5 triệu vào hội quỹ từ thiện bên Trần Anh Ô Tô rồi. Vì sao? Trần Anh bán được một con xe, Trần Anh sẽ chích vào trong quỹ từ thiện Trần Anh từ 3 đến 5 triệu. Xe cỏ ít tiền thì chích 3 triệu, xe lớn thì Trần Anh sẽ chích vô 5 triệu. Một tuần đi làm 2 lần từ thiện. Nha cô chú anh chị, trước khi đi phải có khảo sát đàng hoàng, phải có trưởng thôn rồi bên phường xã xác nhận, rồi có hội chữ thập đỏ phê duyệt mình mới đi, mình mới được đi, chứ không phải lúc nào mình muốn đi là đi đâu.
Anh chị có hiểu ý chân anh không? Đó là vậy. Bên đây Camry 120. Đây 120 Camry form đầu đèn. Dễ thương không? Anh em mới có bằng chạy tập lái này thì alo cho em. Mà mấy bác lớn tuổi đi mẫu này hợp lắm. Lớn tuổi đi mẫu này thì tuyệt vời rồi. Sạch sẽ không? Máy 2.2 nha. Chạy em này đâu đó lanh quanh cũng 8 lít gì đó. Camry XL xanh vỏ dưa. Quan tâm mẫu này thì alo cho em 120. Đưa trước 90 lấy xe luôn. Những mẫu xe còn bên chợ anh là góp hết. Góp từ 30 đến 35 triệu. Không một ngày giờ lãi suất 130 triệu. Đây là mẫu Innova. Innova ngày xưa có chạy qua dịch vụ taxi nè. Về chủ nhà lâu rồi sơn lại hết rồi. Cà vẹt hiện tại đang màu trắng nha. Đây anh em, Innova Z. Z thì chắc chắn với bà con là phải có dịch vụ taxi chứ, chẳng lẽ nói Z gia đình. Làm gì có chuyện Z gia đình, đúng không? Đó vậy thôi. Anh chị nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Giá 130 triệu. Anh em đưa trước 100 còn 30 triệu cho anh cho góp. Không tốn 1.000 lãi suất. Góp bao nhiêu trả bấy nhiêu nha cô chú anh chị nha. Bà con thấy Trần Anh hay làm cái clip từ thiện không? Đó vì sao mình làm một tí xíu cho cái con người mình nó nhẹ bớt đi những cái nghiệp anh chị nha. Như cái nghiệp là cuộc sống nè, nghiệp về cái sự giao lưu rồi ngoài xã hội, nó nhiều thứ mang đến cho mình cái một cái rất là phiền toái trong cái đầu óc mình nè. Mình khi mình đi làm từ thiện á, mình sẽ cảm thấy con người mình nó nhẹ nhõm hơn, cái tâm nó sẽ nhẹ hơn nhiều. Tâm nhẹ lòng với tỉnh nha bà con, tâm phải nhẹ lòng với tỉnh được. Đó là câu nói truyền thống của Trần Anh rồi. Bên kia còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng nha anh em. Bên kia còn vay ớt nữa nè. Đó vay ớt rồi. Rồi Gencha nữa nè. Xíu Trần Anh sẽ quay mẫu Gencha mới về. Gencha đẹp lắm. Đây nè. Đăng kiểm tháng 12-24. Anh chị thấy Gencha đẹp không? Gencha bao đẹp. Xíu nữa Trần Anh sẽ quay clip nha. Còn vay ớt nữa anh em. Thích vay ớt giá hơn 100 thì lấy mẫu kia 2009. Máy 1.5. Đó hàng đẹp chuẩn chu. Rồi bây giờ Trần Anh ngắt clip, Trần Anh sẽ quay clip lại mẫu Gencha này cho bà con cô bác cùng trải nghiệm nha.